Về shop đồ cổ Đức Huy xin chào tất cả các anh em nha. Thì hôm nay shop sẽ đăng lại những cái máy mà shop đã đăng rồi nha anh em. Đó. Giá trên đây là mình đã có giảm giá cho anh em ha, giảm giá cho anh em để mình thanh lý những cái máy để mình nhập hàng mới nha anh em. Đó, thì giá trên đây mình đã giảm rồi thì không có bao ship nha anh em. Ship thì ship 30k ha, đồng giá 30k. Anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha, hàng thì đảm bảo đúng theo video này ha anh em. Video hình ảnh mà shop sẽ cung cấp cho anh em. Anh em chốt máy thì chốt qua số Zalo của shop, số 0769390039, shop có để trên màn hình của video này nha anh em. Thì giá trên đây shop đã có giảm giá rồi nha anh em, giảm giá rồi thì chủ yếu là để thanh lý bán cho nó nhanh để nhập hàng mới nha anh em. Rồi thì đầu tiên shop sẽ giới thiệu cho anh em là con máy con Daiwa nha anh em. Nó hàng là con Daiwa Spinter ha, Spinter ST950DX. Đó, dòng này thì con này nó đã qua sử dụng nha anh em, nhưng đã qua sử dụng rất là ít nha anh em, máy còn rất là đẹp nha anh em. Đó. Chung là bên bên Nhật, hàng trưng bày bên Nhật nó vẫn còn nè anh em, nó vẫn còn tem nha anh em. Đó. Máy thì hoạt động ok nha anh em, máy hoạt động ok, tay quay gặp ha. Đó. Tay quay đổi được trái phải, anh em đổi bên tay trái thì anh em dặn nút này qua đổi qua thôi ha. Máy thì hoạt động rất là ok nha anh em, im ru nha. Đó. Rồi mô bin thì mô bin sống gạt cước ok ha. Con này thì thân kim loại, cối là cối nhựa nha anh em, nhựa carbon nha anh em. Đó. Con lăn là ok hết nha nha anh em. Đó. Thì con này nó có size thật tương đương là gần 6.000 nha anh em. Cước số 6 vô 150 140 m là cước số 7 vô 170 m thì con này nó size tầm khoảng 5.5 nha anh em. Đó. Rồi shop bán cho anh em con này là 420 nha anh em, 420 giá chưa bao gồm phí ship nha. Rồi, tiếp theo giới thiệu cho anh em con số 2. Con số 2 là con Daiwa Gyan X 3550 ha. 2B là hai mục đạn nha anh em. Đó. Có kim loại nha anh em, có kim loại, mô bin là mô bin sống ha, gạt cước ok ha. Con lăn còn sáng bóng nha anh em. Con máy là con máy đu chuột nha. Đó, máy hoạt động rất ok nha anh em. Tay quay thì tay quay kim loại, tay quay gập ha, đổi trái phải được, anh em dặn nút là đổi qua thôi. Đó, máy hoạt động ok nha anh em. Đó. Xiết xả mô bin còn ok hết, máy bao lỗi nha nè. Đó. Thì con máy này nó có size thật tương đương là 5.000, cước số 6 vô là 120 m, cước số 5 vô là 150 m, cước số 4 vô 200 m nha nè. Đó. Máy hoạt động rất là ok nha nè, tay quay đổi trái phải ha. Đó. Anh em nào thích sưu tầm máy đu chuột thì mua con này là ngon nè anh em, nó rất là còn mới nè nè, còn khá được đẹp, khá đẹp nha nè. Đó. Em xem nữa ha, rất là ít trầy nha nè, anh em là đi câu nhiều là trầy chỗ này chứ có nhiều lắm nha nè. Đó, anh em xem là dí mấy chỗ này nè, nè anh em xem là có đâu có trầy nhiều đâu ha. Nè, ha, máy này dừng bát chân bát nè, thấy cũng đâu có trầy gì đâu ha. Nói chung là người ta xài rất là ít nha nè, nó cối nè ha. Rồi thì con này shop bán cho anh em với giá là 800k nha, giá chưa bao gồm phí ship nha anh em. Con này là ok đẹp nha anh em, nó đu chuột 5.000 ha, hiếm nữa. Tiếp theo giới thiệu cho anh em con số số 3. Con số 3 là giới thiệu cho anh em là con Gyobi GX1 ha, con Gyobi GX1 thì con này nó có size thật tương đương là 7.000 nha anh em. Full kim loại nha, mô bin là mô bin sống ha, gạt cứ ok, tay quay thì tay quay dặn nha anh em, dặn gặp dặn xong dập vô, còn anh em đổi trái phải được nha, anh em đổi tay trái thì dặn nút ra thôi. Đó, máy hoạt động rất là ok ha, im gu ha. Đó, không có xào lắc gì hết nè. Rồi full kim loại, những cái nút này là nút xét nha anh em, nè anh em thấy không, nói chung là chưa có anh em về đánh xịt G7 vô đánh ra hết trơn nha anh em, tại shop G7 hết rồi, không có đánh được nha anh em, chứ có là đánh ra hết trơn cho anh em về tự xử ha. Rồi shop bán con này là 570k nha, giá chưa bao gồm phí ship nha anh em, size 7.000, bán nhanh luôn. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là con số 4. Con số 4 là con Daiwa Spotlight ST1 anh em. Con này có con này GTO là 3.8 ha, made in Japan ha anh em. Nãy giờ là máy là toàn là made in Japan hết nha anh em, mô bin là mô bin sống nha. Đó.
gạt cước ok nè, con này size là cũng size 7.000 nha nè, size 7.000 luôn, máy khá đẹp ha nè. Tay quay đổi trái phải, tay quay cũng là tay quay vặn gập vô nha nè, vặn nha. Anh em không xài thì gập vô. Đổi được trái phải nha anh em. Tay quay thì đổi được trái phải. Dẫn nút này đổi qua thôi. Đó. Máy rất là im nha nè. Máy rất là im, anh em chân bát là không miếng chạy luôn nè. Máy này là máy trưng bày anh em, máy trưng bày. Chưa có xài luôn, là anh em xem cái chân bát này. Nếu mà có xài chân bát sẽ trầy, bảo đảm anh em luôn sẽ trầy. Đó. Rồi, con này 7.000 bán cho anh em với giá là 650. Giá chưa bao gồm phí ship nha. Rồi tiếp theo giới thiệu cho anh em con số 5. Con số 5 giới thiệu cho anh em là con Daiwa Sportline XT4000 nha anh em. Con này thì đã qua sử dụng nha, có trầy xước nhẹ nha anh em. Đó, mua viên là mua viên sống ha, gạt cước ok, con này made in Japan. Máy này có cốt trợ lực nha anh em. Đó, máy hoạt động luôn nè. Anh em thấy không? Im gu luôn nè. Đó. Nè, im gu luôn nha. Đó. Rất là nhẹ, mô pin là mô pin sống nha. Giặt cứ ok, con lăn nè anh em xem nè ha, rất là sáng nha. Đó, đặc biệt con này là có cốt trợ lực nha nè. Đó, cốt trợ lực. Đó, ha, full kim loại cốt trợ lực. Rồi con này bán cho anh em với giá là 750 luôn nha. Giá chưa bao gồm phí ship nha. Size con này là size 10.000 nha nè. Cước số 10 vô là 150m, cước số 8 vô 185m nha nè. Đó, có cốt trợ lực nha, có cốt trợ lực. Đó, máy có trầy xước nha anh em xem nè ha. Đó, đó. Người ta nếu mà có xài thì anh em xem nè ha, nó có trầy nữa ha. Nè, mấy cảnh này trầy hết. Nha. Rồi. Size 10.000 mà cốt trợ lực có 750 quá rẻ nha anh em. Máy im nữa. Nói chung là máy bãi thì tùy con nha anh em, tùy con nó hoạt động nữa. Ví dụ như con đẹp mà hoạt động bị lỗi, hoặc con xấu hoạt động, con xấu mà hoạt động ok im là nó khác nha, giá nha anh em. Chứ không phải là lúc nào nó cũng phải như nhau. Đó. Rồi. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là con Daiwa Sprinter XT2. Đó. Con này là có hai bột đạn nè, bột đạn bên đây, bột đạn nồi nè, trong này nè, với bột đạn đây ha. Đó. Mô pin là mô pin sống, gạt cước ok ha. Đó. Tay quay kim loại, tay quay cũng là tay quay vặn nha. Anh em không xài thì vặn gập vô, đó, xài thì vặn ra. Nó đổi được trái phải nha, anh em đổi được trái, nó dẫn nút này qua đổi qua thôi. Máy hoạt động nè. Đó. Máy này cũng là hàng trưng bày nha anh em xem nè, không có một vết trầy nha nè. Đó, không có một vết trầy luôn. Máy rất là đẹp nha nè. Đó. Made in Japan, đó anh em xem đi. Đó, nè. Nè anh em xem nè ha. Đó, thấy chưa? Đó, máy rất là ok luôn. Size 10.000 nha anh em, con này là size 10.000, cước số 7 vô 210m, con này 9.000 nha chứ không phải 10.000 nha anh em. Nó nhầm nha, con này 9.000 nha. Đó, con này 9.000. Rồi, cái giá nó bán nè, thôi gửi chi, thôi đi. Rồi con này shop bán cho anh em giá 950 nha, 950 nha. Đó, máy là chưa sử dụng luôn anh em. Anh em xem chân bát nè. Mà ha, không muốn trầy luôn. Mới hàng là hàng. Nhưng mà con này có cái là nặng nha nè. Về anh em ha, về anh em mở mới ngóc ra anh em xịt G7 vô ha, xịt G7 vô mấy cái nhông anh nè. Là nó sẽ nó sẽ lỏng lại. Còn với anh em mà mới chốt con máy này thì shop sẽ đi mua cái G7, tại G7 hiện tại shop hết rồi. Nếu mà còn thì shop sẽ xử lý cho anh em luôn. Nếu mà anh em nhờ mình xử lý, mình sẽ xử lý cho anh em luôn nha anh em. Còn anh em muốn tự về xử lý thì anh em cứ tự xử lý, còn shop sẽ hỗ trợ cho anh em xử lý. Tại vì về không có thời gian anh em. Đó. Thì anh em nếu mà chốt thì shop sẽ xử lý cho anh em, nó nhẹ, quay nhẹ lại cho anh em luôn ha. Rồi. Còn số 6 tiếp theo là con số 7. Con số 7 giới thiệu cho anh em là con Diamond ha anh em. Diamond Nikono 6 ha, con này size tới 18.000 anh nè. Đuôi chuột nha. Đó. Chả bây giờ xả robot. Máy hoạt động rất là ok luôn. Hãng là hãng của Diamond của Nhật nha nè. Đó, Nikon ha. Đó, hàng này là full kim loại nha nè, full kim loại. Cối là có trợ lực nha nè. Đó. Nè, chà bá luôn anh em, cốt nè. Thấy không?
cốt rất là to nha. Con này cũng đuôi chuột nha nè, size 18 ngàn. Nó tại sao mà cũng thun nha, tại vì cái tem nó bị lỏng nha nè, để sẽ dán lại nha nè, nó nên sợ nó mắc nên cột thun nha, chứ không phải nó bị hư gì đâu nha anh em nè. Hai bên nè, chung là hàng hàng bãi mà nó lâu năm quá thì nó sẽ dễ bị chóc keo nha nè. Còn con này thì tay quay đổi trái phải được nha anh em, nó đổi trái phải được, anh em dặn nút này đổi qua thôi. Đó, máy hoạt động nè, in go luôn nè, rất là nhẹ nha. Mô pin là mô pin sống, gạt cước ok ha. Thông số dây con này thì dây số 18 nè, vô 150m, dây số 16 vô là 170m, dây số 12 vô 210m. Đó, con này ratio là 3.8 nha nè. Con này chế độ hạ càng cũng còn sử dụng ok luôn nha. Đó ha anh em, đó, khi mà không sử dụng mình hạ càng xuống cho nó gọn ha. Đó, xong thì mình lấy vô. Rồi. Rồi, con này bán cho anh em với giá là 800k luôn. Giá quá rẻ luôn anh em. Quá rẻ luôn. Rồi tiếp theo giới thiệu cho anh em con số 8. Con số 8 là con Olympic ha, Olympic Bower 100 ha, nó tương tự, nó cỡ như con Olympic 93 anh em. Nó sử dụng là toàn bộ bên tay tay quay thì tay quay bên phải nha anh em, tay quay bên tay phải. Đó, anh em thuận tay phải mới xài được nha anh em. Đó. Mô pin thì ok ha. Gạt cước ok ha. Anh em xem cái cối nè. Cối rất là đẹp nha anh em, không có trầy nha anh em, tại nó màu đen nha anh em. Đó. Máy cũng vậy luôn nè, anh em sưu tầm mấy con này là ok luôn nè anh em. Để thích hợp cho anh em là sưu tầm nha. Đó, cũng nếu mà câu cũng được luôn, con này là trâu bò luôn anh em. Nếu anh em thử tay phải nha, thử tay phải là cầm con này là câu chảo là còn mười mấy cái giò ha, cái gì mười mấy 20kg ha, là như chơi. Con này size tới 12-13 ngàn là. Đó. Anh em cẩu mấy con này là y như chơi luôn nè. Rồi con này là 620 ngàn nha, giá chưa bao gồm phí ship nha nè. Đó, giá chưa bao gồm phí ship. Đó thì tổng cộng có 8 con đây nè. Thì shop đã giảm giá cho anh em, thanh lý giảm giá thì anh em thấy ok thì anh em cứ chốt ha. Đó, còn không ok thì cứ đợi đợt sau nha anh em, không sao hết nha. Chung là không ai ép ai nha anh em. Đó, tiền trong túi anh em. Đó. Rồi thì anh em nào chốt máy thì chốt qua số Zalo của shop nha, số 0769390039, shop có để trên màn hình của video này nha nè. Đó. Rồi, video đến đây kết thúc nha, hẹn anh em ở video tiếp theo. Chúc anh em có một ngày đi câu thật nhiều cá nha. Rồi, xin chào tất cả anh em.